Ok, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đến với khóa học ôn thi cuối kỳ môn kỹ thuật điện. Thì mình là Linh, mình sẽ đồng hành cùng anh em trong suốt khóa học lần này. Đó thì để trước khi mà vào cái khóa học của chúng ta ấy, thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một chút về cái cấu trúc đề thi mà các bạn sẽ gặp ở trong kỳ thi cuối kỳ nhá. Thì tính đến thời điểm hiện tại, tức là kỳ vừa rồi ấy, thì trường chúng ta vẫn là đang thi trong vòng 75 phút và thi 3 câu. Đó, câu 1 các bạn là full lý thuyết. Và câu này thì nó sẽ chiếm 3 điểm ở trong đề thi, được chưa? Đấy, thì lý thuyết này ấy, như theo như mình thấy rằng là nó không có một cái nguồn chính thống nào rõ ràng, không có ai kiểm duyệt cho các bạn. Đó, các bạn hay có thói quen là chúng ta ra năm 9 cũng như là sẽ đạt giải phóng mua một cái tập lý thuyết, thì mình cũng là người mua đấy và mình cảm thấy rằng là tập lý thuyết ở đấy không hề đáng tin tưởng. Cũng như là những cái bài tập ở trong đấy thì là mình thấy là nó giải rất là linh tinh, cũng như là nó không theo một cái logic hay là một cái trật tự nào cả. Đó, thì cái câu lý thuyết này ấy, mình sẽ luôn luôn cập nhật thường xuyên cho các bạn ở trên website. Chính vì vậy các bạn sẽ không cần phải ra năm 9 để mua những cái tập tài liệu photo cũ tích mà cảm giác nó rất là khó đọc dạng. Đó. Tiếp là đến câu 2 là câu mạch một pha. Thì câu này sẽ có khoảng 3,5 cho đến 4 điểm tùy vào độ nó có dài hay không. Đó. Thì câu mạch một pha này là câu mà theo mình thấy là khó nhất ở trong kỹ thuật điện. Nó khó bởi vì nó có nhiều dạng bài và công thức của nó thì hơi lằng nhằng, cũng như là nó phải suy luận và logic hơi lòng vòng một chút, nhưng mà các bạn cứ học trong khoa học thì mình sẽ diễn giải một cách đơn giản nhất để cho chúng ta cùng hiểu được. Rồi, và câu cuối cùng chúng ta là câu mạch 3 pha. Thì câu này sẽ là số điểm còn lại của hai câu, thì nó cũng sẽ rơi vào khoảng từ 3,5 đến 4 điểm. Đó. Thế thì theo như mình thấy ấy, môn kỹ thuật điện của chúng ta ấy, là một môn tương đối dễ hơn so với những môn khác như là sức bền hay là cơ kết cấu. Thì các bạn chỉ cần làm tốt cái hai cái câu chuyện đó là mạch một pha và mạch ba pha ấy, là các bạn đó hoàn toàn có thể qua môn ở mức B rồi. Ai đấy chăm chỉ học hết phần lý thuyết mà mình sẽ cập nhật ở trên website ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể được A nhé. Ok, thì trước khi vào khóa học ấy, thì mình cũng xin chia sẻ thật một chút rằng là mình thì không phải là thầy giáo, cũng không phải là một chuyên gia ở trong cái lĩnh vực kỹ thuật điện. Mình chỉ là một sinh viên khá là bình thường khi mà mình có một cái số điểm kỹ thuật điện nó cũng tương đối một chút khi kỳ cuối kỳ. Thế nên là mình cũng mong muốn là sẽ chia sẻ lại cái kiến thức của mình với những khóa sau để giúp anh em gọi là tiết kiệm hơn cái thời gian cũng như là công sức để học môn này mà điểm vẫn cao nhé. Ok.